đừng tưởng chỉ có nam chính mới làm chị em sao xuyến, hội nam thần phản diện của màn ảnh Hoa ngữ cũng làm người xem phải chao đảo vì vi rùa xuất sắc. Thêm vào đó là khả năng diễn xuất của họ còn quá nổi bật khiến khán giả không thể ghét nổi. Không thua kém hội những ông chồng quốc dân hay hội nam chính vạn người mê, hội Mỹ nam phản diện cũng sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Cùng điểm qua những gương mặt dù ác nhưng vẫn khiến hội chị em vì yêu mà cứ đâm đầu nhé. Nhuận Ngọc, La Vân Hy, Hương Mật Tựa Khói Xương. Trong Hương Mật Tựa Khói Xương, dạ thân Nhuận Ngọc, La Vân Hy ban đầu là một vị thần thông thái, tài cao, học rộng có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã. Sau đó, Nhuận Ngọc đem lòng đơn phương cẩm mịch, người con gái chưa bao giờ thuộc về chàng. Cũng chính vì tình yêu ấy mà chuỗi bi kịch yêu, hận xảy ra triền miên. Từ đó, Nhuận Ngọc cũng gây ra không ít chuyện tày trời không thể cảm thông nổi. Mưu hại huynh đệ, tạo phản, lừa dối cẩm mịch chỉ để đạt được mục đích cá nhân. Mãi tới khi cuộc chiến giữa hai giới ma, thần diễn ra, cẩm mịch phải hy sinh tính mạng của mình thì lúc này Nhuận Ngọc mới chịu rút lui. Thế nhưng, suy cho cùng, cũng chỉ vì quá yêu cẩm mịch và những thâm thù của gia tộc để lại mà Nhuận Ngọc mới hắc hóa như vậy. Và dù có hắc hóa như thế nào thì khán giả cũng khó lòng mà ghét được nhân vật này. Tạo hình của dạ thần Nhuận Ngọc có thể được xem là tạo hình để đời trong sự nghiệp của La Vân Hy. Vũ Văn Hộ, Từ Chính Khê, Độc Cô Thiên Hạ. Nhân vật Vũ Văn Hộ do Từ Chính Khê thủ vai trong Độc Cô Thiên Hạ, bộ phim từng là mưa làm gió giai đoạn đầu 2018. Chỉ là vai nam phụ, nhưng mối tình si của Vũ Văn Hộ dành cho độc cô Bàn Nhược, An Dĩ Hiên thủ vai đã lay động được đông đảo khán giả. Vũ Văn Hộ là một thái sư tài hoa, quyền lực và cũng mang trong mình dã tâm bậc nhất, tranh ngôi đoạt vị. Bằng khả năng diễn xuất, Từ Chính Khê đã lột tả được tính cách nhân vật nhiều mâu thuẫn. Ngoại hình mang đậm khí chất của bậc vương giả, mắt phượng mày kiếm cũng giúp Từ Chính Khê được ca ngợi là Mỹ Nam cổ trang nổi bật của màn ảnh. Không chỉ bị thu hút bởi ngoại hình, khán giả còn thực sự cảm động trước chuyện tình đau thương, ngang trái của Vũ Văn Hộ với Bàn Nhược. Một người có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giành vị trí cửu ngũ chí tôn như Vũ Văn Hộ, lại vì Bàn Nhược mà thốt lên rằng nếu nàng ấy không ở bên ta, thì ta cần bá nghiệp này để làm gì. Vũ Văn Hộ trước đây giành giang sơn vì quyền lực, còn sau này, tranh ngôi đoạt vị cũng chỉ vì thực hiện mong muốn của Bàn Nhược, giúp nàng trở thành hoàng hậu mà thôi. Mối tình si không có kết quả này đã lấy đi bao nước mắt của khán giả, thậm chí Vũ Văn Hộ và Bàn Nhược còn được bình chọn là cặp đôi được khán giả yêu thích hơn cặp đôi chính Dương Kiên Già La. Lý Thừa Ngân, Trần Tinh Húc, Đông Cung. Đông Cung là bộ phim mà chỉ cần nghe thấy tên của nó, tất cả người xem chỉ có thể thở dài rồi nói, thật là bộ phim bi thương. Trong Đông Cung, Lý Thừa Ngân là thái tử của Lễ Triều. Ban đầu Lý Thừa Ngân làm thân với tiểu công chúa Tây Châu là Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm. Thế nhưng sau đó, chính Lý Thừa Ngân lại là người sát hại hết cả bộ tộc của Tiểu Phong, đưa Tiểu Phong đi từ bi kịch này tới bi kịch khác. Lý Thừa Ngân là một người rất thông minh và mưu lược. Nhờ vậy, hắn mới có thể từng bước tiêu diệt được Đan Sĩ, giấu đi tài năng, chờ thời cơ lật đổ đối thủ để lên ngôi thái tử. Sau đó, Lý Thừa Ngân lại bày mưu tính kế, vừa bảo vệ Tiểu Phong, vừa lợi dụng kẻ cần lợi dụng để nắm lấy quyền lực, trả mối thù xưa. Có thể nói Lý Thừa Ngân là mẫu nhân vật quá phức tạp, vừa mưu mô vừa lãnh đạm, lại có tham vọng quá to lớn nên dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi làm tổn thương người hắn yêu nhất. Càn Long, Hoắc Kiến Hoa, Hậu Cung Như Ý Chuyện. Trải qua 87 tập phim, Hậu Cung Như Ý Chuyện khép lại với biết bao cảm xúc khác nhau trong lòng khán giả. Khán giả xót thương cho Như Ý, nàng kế hậu có sức chịu đựng phi thường cùng một tình yêu đáng thương. Trong Hậu Cung Như Ý Chuyện, không chỉ mình Như Ý mới rơi lệ vì mối tình bạc bẽo của mình mà ngay cả dàn hậu cung Tử Cấm Thành cũng không ai là có một cuộc tình trọn vẹn với bậc đế vương Càn Long, Hoắc Kiến Hoa. Thậm chí, khán giả của Như Ý Chuyện còn bực mình tới nỗi mỗi khi nhắc tới nhân vật này, họ lại ưu ái đặt cho cái tên Cha Long, lấy trong từ cha nam, chỉ những người có tính cách xấu xa, cặn bã. Trong phim, khán giả cảm thấy không thuận mắt với Cha Long bởi cái sự già mà không nên nết, thị tẩm bốn phi tần còn đam mê tửu sắc, ghen tuông vô cớ, hành hạ Như Ý, ép chết các phi tần, hoàng tử. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu chỉ có dàn hậu cung bị mê đắm trước sắc đẹp và quyền lực của Càn Long. Hội chị em khán giả cũng không thoát khỏi mị lực này. Hạo Thần, Lưu Học Nghĩa, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Hạo Thần, Lưu Học Nghĩa trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát là nhân vật do Lưu Học Nghĩa thủ vai. Đặc biệt, vai diễn đầy phức tạp này lại hoàn toàn không có trong nguyên tác. Nhân vật Hạo Thần có đến hai thân phận, một là Bạch Đế, người cai quản phía đông của thiên giới, và đệ tử số một tên Hạo Thần của Điểm Tình Cốc. Trước kia, vì đã cảm nắng chiến thần, Toàn Cơ sau này, nên Hạo Thần mới không chịu nổi khi bên cạnh Toàn Cơ là một Vũ Tư Phượng trung tình. Mặc dù Hạo Thần là vai diễn phản diện, tuy nhiên người xem lại có phần yêu mến nhân vật này bởi những lần tranh ngang rất hài hước của anh với cặp đôi chính. Thậm chí,
trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, người xem còn đặt biệt danh mới là Hạo Trà Xanh. Ý chỉ Hạo Thần luôn tìm những lý do nghe qua có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại là âm thầm chia cắt Chử Toàn Cơ và Tư Phượng. Lưu Tử Hành, Vương Tinh Việt, Châu Sinh Như Cố. Trong Châu Sinh Như Cố, nàng tiểu thư Thôi Thời Nghi vừa mới sinh ra đã được định hôn phải gả cho thái tử. Cho nên, khi bất đắc dĩ trở thành thái tử, Lưu Tử Hành đã tự dưng có được mối hôn sự tốt đẹp này. Dù chỉ mới được ngắm người qua tranh, Lưu Tử Hành đã đem lòng yêu thương và vui sướng chờ ngày được cử hành hôn lễ. Sau đó dù hôn sự đã bị hủy bỏ, thì Lưu Tử Hành vẫn cố chấp xin ban hôn lại một lần nữa với Thôi Thời Nghi. Cuộc đời của Lưu Tử Hành thực ra cũng đáng thương. Hắn bị Thái Hậu âm thầm sắp xếp uống thuốc độc hàng ngày, bị Thái Hậu từ từ tước đoạt đi tất cả những điều hắn yêu thích. Lưu Tử Hành đã bị ép sống một đời không được mưu cầu, không được tranh đoạt, nên khi bị tước đi người con gái hắn yêu quý nhất, Lưu Tử Hành đã trở nên tàn ác, mưu mô và hèn hạ. Lưu Tử Hành cả đời chỉ yêu một mình Thôi Thời Nghi. Cũng vì muốn độc chiếm Thôi Thời Nghi, muốn tẩy hết hình bóng Châu Sinh Thần trong lòng người con gái mình yêu, mà Lưu Tử Hành đã dùng mưu hèn kế bẩn để gán cho Châu Sinh Thần tội danh mưu phản, khiến Tiểu Nam Thần Vương phải chịu hình phạt lang trì, cắt gân róc xương. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được cô gái mình yêu. Bởi ngay sau khi biết tin sư phụ Châu Sinh Thần đã chết, Thôi Thời Nghi đã nhảy lầu tự vẫn vào đúng ngày đại hôn. Còn Lưu Tử Hành thì đành phải căm phẫn, bi thương nhìn người con gái mình yêu nhảy xuống thành. Phong Tiêu Thanh, Bành Quán Anh, Dưới Ánh Mặt Trời. Những tháng đầu năm 2021, Dưới Ánh Mặt Trời bất ngờ ra mắt. Bộ phim truyền hình Trung Quốc này nhanh chóng gây chú ý bởi chuyển thể từ tiểu thuyết Vật Trong Tay của Bối Hân, một tác phẩm có nội dung quá ám ảnh, tràn ngập các tình tiết bạo lực, hành hạ, cưỡng bức. Vì thế, để được dựng thành phim và phát sóng, Dưới Ánh Mặt Trời đã phải thay ra đổi thịt từ phần lớn nội dung đến cả tên nhân vật. Dù vậy, bản chất độc ác của Phong Tiêu Thanh, nhân vật trong nguyên tác là Phó Thận Hành, do Bành Quán Anh đóng vẫn được giữ nguyên. Khác với bản truyện gốc Vật Trong Tay, Phong Tiêu Thanh trong Dưới Ánh Mặt Trời đã bị đẩy xuống thành nam thứ, trở thành phản diện của phim. Nhờ vậy mà những âm mưu tàn độc và suy nghĩ biến chất của nhân vật này đều được giữ lại và phát huy trên màn ảnh nhỏ, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Mã Văn Tài, Trần Quán Lâm, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài năm 2007 là một phiên bản đặc biệt nhất trong lịch sử. Không phải vì độ thành công mà bởi đây là bản phim duy nhất mà ở đó, Mã Văn Tài được yêu mến, thậm chí là át vía nam chính. Đảm nhận vai Mã Văn Tài si tình năm đó là trai đẹp cực phẩm Trần Quán Lâm. Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm đã thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài. Anh cũng được khán giả yêu thương, yêu ái gọi với cái tên Mã Văn Tài đẹp trai nhất trong mọi phiên bản Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Trước Mã Văn Tài, Trần Quán Lâm đã từng ghi dấu ấn với nhiều vai phản diện đặc sắc, thế nhưng không thể phủ nhận chính vai diễn phản diện si tình này đã đưa tên tuổi của anh chạm tới đỉnh cao mới, nổi danh trên toàn châu Á. Sau vai diễn này, Trần Quán Lâm tiếp tục thành công với hình tượng nam thần phản diện. Đổi đời nhờ hình tượng trai đều, tàn ác là thế, nhưng cũng chính những vai diễn này đã khiến khán giả vô duyên vô cớ nghi ngờ nhân cách của Trần Quán Lâm. Để tới khi anh gặp scandal, khán giả không chịu tin rằng anh bị oan. Lạc Tử Thương, Lưu Học Nghĩa, Trường Phong Độ. Lưu Học Nghĩa có lẽ là người duy nhất được nhắc tên đến hai lần trong video này. Nếu nhân vật Hạo Thần Trà Xanh của nam diễn viên trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát khiến khán giả ghét cay ghét đắng, ghét từ đầu phim đến cuối phim, thì nhân vật Lạc Tử Thương của Lưu Học Nghĩa trong Trường Phong Độ có lẽ đỡ bị ghét hơn nhiều, bởi Lạc Tử Thương chỉ được xếp vào nhóm nhân vật phản diện nửa mùa mà thôi. Lạc Tử Thương là nhân vật có tuổi thơ bất hạnh, phải lưu lạc đầu đường xó chợ, rất lâu sau đó mới được sư phụ nhận về nuôi dưỡng. Nhưng nhờ tài trí hơn người, Lạc Tử Thương nhanh chóng trở thương nhân giàu có hàng đầu Dương Châu, cũng là người thủ đoạn và vô tình bậc nhất. Mỗi khi xuất hiện, từng tình tiết hay lời thoại của phim đều góp phần khắc họa hình ảnh phản diện của nhân vật này. Dù vậy, vai Lạc Tử Thương đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Trên màn ảnh, dù không có quá nhiều phân cảnh, song Lưu Học Nghĩa vẫn khiến nhân vật của mình tạo được dấu ấn. Số đông khán giả nhận xét càng xem càng mê Lạc Tử Thương, chàng trai thích thưởng trà, xòe quạt, nói ít nhưng thâm sâu. Đáng nói, ẩn sau dáng vẻ tưởng chừng như khoan thai ấy lại là sự cô độc, nỗi thù hận lớn lao của anh vì có một người cha tệ bạc cùng với vận mệnh khốn khổ. Lời kết dành cho video này là, đã đóng vai ác xin đừng quá đẹp trai, bởi vì đáng ra các nhân vật phản diện thì phải khiến người ta không thích. Nhưng vì vẻ đẹp xuất sắc và khả năng diễn xuất xuất thần của các diễn viên này mà khán giả lại không ghét nổi ai cả. Còn bạn thì sao? Bạn có ấn tượng với phản diện đẹp trai nào bên trên không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé! Và nếu thấy video này thú vị thì hãy bấm like cho mình với nha! Cũng đừng quên subscribe cho kênh của mình để xem thêm nhiều video thú vị khác!
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!